Bộ Y tế vừa công bố danh mục 46 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn giấy đăng ký lưu hành, nâng tổng số gia hạn trong 6 tháng qua lên hơn 10.200. Trong lần công bố này, 46 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, có 10 thuốc được sản xuất trong nước và 36 thuốc nước ngoài. Như vậy, hơn 10.200 thuốc được duy trì trong năm 2022 sẽ hết hiệu lực đăng ký sau ngày 31 tháng 12. Năm 2023 sẽ có 3.802 giấy đăng ký thuốc hết hiệu lực. Như vậy, số hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc phải xử lý từ nay đến hết năm 2023 là rất lớn, gần 14.000 thuốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế ban đầu. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, qua kiểm tra rà soát, hiện có một số thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh tại các cơ sở tuyến tỉnh hay trung ương không đúng đối tượng quy định. Do vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo đúng quy định của Bộ Y tế, phối hợp với Sở Y tế lập và công bố danh sách các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo các tuyến trên địa bàn.